Vào khoảng 13 giờ 40 phút ngày 9 tháng 11, tại quán cầm đồ ở đường Vu thuộc xã Văn Tự, huyện Thường Tín, Hà Nội đã xảy ra vụ án mạng khiến một nam nhân viên tử vong tại chỗ. Theo người dân gần hiện trường cho biết, vào khoảng thời gian trên có hai thanh niên lạ mặt mang theo dao và kiếm xông vào quán cầm đồ trên đường Vu chém nam nhân viên khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Trong chiều cùng ngày, Công an huyện Thường Tín cùng Công an thành phố Hà Nội có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ án. Một cán bộ Công an huyện Thường Tín thông tin, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo về vụ án nên đã nhanh chóng xuống hiện trường. Ngay sau đó, thấy sự việc diễn biến nghiêm trọng, Công an huyện Thường Tín đã báo cáo Công an thành phố Hà Nội để tiến hành điều tra làm rõ. Sau khi Công an thành phố Hà Nội xuống khám nghiệm hiện trường, đã trích xuất camera tại quán cầm đồ để làm rõ vụ việc. Qua kiểm tra camera, thời điểm xảy ra vụ án, nạn nhân ngồi trước máy tính trong nhà bất ngờ có một đối tượng hai tay cầm dao và kiếm lao vào đâm một nhát trước ngực. Do vết thương vào đúng chỗ hiểm nạn nhân tử vong tại chỗ. Được biết, sau khi xảy ra sự việc nhóm gây án đã tới công an đầu thú. Hiện vụ án đang được Công an huyện Thường Tín phối hợp cùng Công an thành phố Hà Nội điều tra, làm rõ.